khi nào là cần phải thay vỏ xe? Sau khi đã sử dụng 5 năm theo khuyến cáo của nhà sản xuất, hay là sau khi đã lủng nhiều lỗ như thế này, hay nứt như thế này, hoặc là mòn như thế này, cũng có thể là ta lông đã mục như vậy, nát luôn ta lông vỏ thì hết cú. Nói chung, mỗi xe, mỗi vỏ sẽ có mỗi trường hợp khác nhau. Quan trọng là bạn muốn những cung đường mà chúng ta sẽ đi nó được an toàn, cảm giác lái thoải mái nhất, thì lúc đó chính là lúc bạn phải thay vỏ xe. Sẵn đây Vinh sẽ cho các bạn xem một chiếc vỏ cũ và một chiếc vỏ mới sẽ khác nhau như thế nào. Tất nhiên vì là vỏ mới cho nên rãnh gai sẽ sâu hơn, thành cao su dày và cứng cáp. Thì chiếc vỏ trước mặt các bạn đang xem đây chính là vỏ Maxxis gai kim cương, một trong những dòng vỏ được khá nhiều khách hàng lựa chọn bởi vì phù hợp với thời tiết Việt Nam nè, bám đường cực kỳ ổn định và quan trọng nhất là giá thành vô cùng phải chăng. Nếu như các bạn muốn tìm kiếm những cái thương hiệu khác hoặc là những cái kiểu gai phải đẹp hơn như thế này, Vinh cũng có để giới thiệu cho các bạn luôn. Và tất nhiên với một kệ vỏ khổng lồ như thế này thì tất cả các dòng vỏ cũng đều sẽ chất lượng hơn một cái vỏ đầy thương tích như thế này rồi. Vinh sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số dòng vỏ nữa. Ngoài Maxxis này ra, bên mình hình còn có thêm Dunlop nè, với chất liệu cao su mềm, êm và cực kỳ bám đường. Nó sẽ có nhiều cái kiểu gai phù hợp với các bạn đi phố nè, đi phượt nè, và nhiều đoạn đường khác nhau thì chúng ta có nhiều cái mã gai để phù hợp với lại cái cung đường đó. Còn Michelin thì khỏi nói rồi, đầy đủ tất cả từ size bản mâm nè, 10, 12, 14, 17, nói chung là những cái bản mâm phổ thông nè, size là từ xe phổ thông cho đến xe công tay, phân khối lớn, tay ga bên mình đều có đầy đủ hết. Tết đến rồi, để một hành trình về quê của chúng ta an toàn hơn, thoải mái hơn thì các bạn đã thay vỏ đi nào. Nếu anh em chưa biết được xe của mình đi size vỏ nào, nên đi gai nào là phù hợp thì cứ ghé đây, sẽ có Vinh tư vấn cho anh em từng mã gai, từng size vỏ phù hợp nhất với loại chiếc xe của mình. Đảm bảo là khi những cái vỏ mới lên xe, anh em chỉ có từ mê đến mê thôi. Đem lại những sản phẩm chất lượng, an toàn và đúng kỹ thuật nhất tới tay khách hàng, đó chính là trách nhiệm của bên shop Vinh. Vì vậy mà sếp Vinh thường hay chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop Hai Bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Vinh 3 tuổi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.